Shop Nick tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Ok, thôi thì kệ, để cho cái thằng... Ui, chúng nó đổi qua cho chú làm cơ trưởng này. Đừng có nói nữa. Ô, cháu ơi, cháu làm cái gì vậy? Cháu lại bảo cái gì vậy cháu ơi? Chú ơi, hay là bác ơi, hay là ông ơi, hay là thì cô gì đấy? Ơ, cháu nói cái gì đấy? Chú chẳng nghe thấy rõ gì cả. Cháu nói lại cho chú nghe coi nào. Chú nói gì đấy, cháu chẳng nghe gì cả. Ô cháu ơi, cháu tôi, cháu nói cái gì vậy? Chú đau đầu với cháu quá cơ. Đêm hôm rồi sao không ngủ mà bây giờ còn chơi game hả cháu ơi? Sao chú lại đêm hôm không ngủ mà đêm lại chơi game hả chú? Chú là chú già rồi, chú mất ngủ cháu ạ, à, nên là chú chơi game thôi à? Vậy cháu cũng mất ngủ nè, cháu vào đây chơi game thôi mà. Cháu đừng có vớ vẩn với chú. Thanh niên sức dài vai rộng, mất ngủ cái gì mà mất ngủ, vớ vẩn. Chú đừng có vớ vẩn với cháu nhé. Chú chẳng biết vớ vẩn là cái gì. Cháu lại cứ nói liên thuyên nhỉ. Ôi thế cái đứa nào nó lại vừa có mạng này. Chú này nói liên thuyên rồi. Không, chú có biết gì đâu. Sao cháu lại bảo là chú nói liên thuyên? Chú chẳng biết gì cả cháu ạ. Chú lại bảo chú không biết gì. Chú là chú có sao thì chú nói vậy à? Chứ chú đâu có nói liên thuyên gì đâu. Chú chẳng đang nói rất liên thuyên. Không, cháu đừng có bảo là chú nói liên thuyên. Chú mệt mỏi với cháu lắm rồi nha. Thôi chú đừng nói nhiều. Cháu mệt mỏi với chú lắm rồi nhá. Sao mày lại bảo là chú nói nhiều? Nãy giờ là chú chỉ nói những cái gì chú cần nói thôi. Sao thằng cháu lại bảo là chú cứ nói nhiều là làm sao? Hiện tại thì bây giờ nó là 23:51. Chú ơi. Chú đây cháu ơi. Cháu gọi chú có việc gì vậy? Súng nè, súng nè. Súng nữa hả cháu? Cháu có cái gì cho chú vậy? Ô chú xin, có súng xịn luôn hả cháu? Ô, thế hóa ra tầm này là cháu ở đâu vậy? Chú thấy là cháu có mở quả cháu ạ? À? Nghe tiếng nó cứ ủ ủ. Nóng lắm hả cháu ơi? Cháu rất là nóng ạ. Có cái thằng nào nó bắn chú này? Từ từ để chú xem, chú kiếm thêm tí máu cái đã cháu ạ. À? Không cái kiểu này. Nó cứ kiểu nó muốn nó cắn trộm chú cháu ơi. Mệt mỏi ghê với mấy cái đứa trẻ danh này. Chú ơi. Ơ chú đây cháu ơi. Chú bắn nó đi chứ. Ô, nó câu lựu lên này cháu ơi. Ui, cứu chú với. Ui cái bọn này. Nó đang ngay cái nhà đối diện cháu ạ. Tầm này thì hơi căng rồi. Nó còn xấy cho chú nằm gục luôn này cháu ơi. Chú ơi, sao chú bắn kiểu gì? Chú có biết chơi game đâu. Sao cháu lại bảo là chú bắn kiểu gì? Thôi chú rồi thế đi. Thôi rồi cháu ơi, cháu tôi. Ôi giời ơi, chú ơi. Thế là chú còn là mỗi chú. Cái thằng số 3 nó còn sống thôi cháu ạ. À? Thôi chú chẳng biết chơi thì chú ngồi xem nó chơi vậy thôi. Số 3 ơi, cháu tôi. Cháu bật mic lên cho nói chuyện với chú coi nào. Chú già cả rồi, con cái thì không có, cô đơn lắm các cháu ơi. Ờ, chú lại bốc phét rồi đó. Không, cuộc đời chú này 60 cái mùa su hào rồi. Chú chẳng biết bốc phét là cái gì cả cháu ơi. Cháu đã 17 rồi, bánh trưng rồi. Cháu vẫn chưa thấy người nào chú nói nhiều thế này đấy. Chú bốc phét thì bốc phét vừa vừa thôi chứ. Ô, sao mày lại cứ bảo là chú nói nhiều? Chú mệt mỏi với cháu lắm rồi nha. Chú nói nhiều thì cháu mới nói chứ.
Ơ cái thằng này hay. Chú có biết gì đâu mày lại cứ bảo là chú nói nhiều. Đây là cháu hỏi gì thì chú trả lời đấy thôi. Rất là nhiều lắm. Thôi, chú nói như này là đang còn ít đấy cháu ạ. Bình thường là chú toàn đọc đài báo thôi à, là chú nói liên thanh luôn à cháu ơi. Ồ, vậy à. Ô, sao cháu lại mất dạy vậy? Cháu bảo là con mẹ nhà chú là làm sao? Cái thằng hỗn này. Ông bảo là ô, vậy hả chú? Ồ, ô, vậy hả chú hả? Chú bị lãng tai cháu ơi. Thôi cháu thông cảm với cái thằng cháu này. Chú lại cứ tưởng là cháu chửi chú cơ. Già đầu cả rồi, tóc bạc hết cả rồi, bị mấy cái thằng trẻ danh chửi nó có buồn cười không nhỉ? Cháu đã chửi chú bao giờ đâu mà chú nói thế. Thì tại nãy là chú nghe nó sai sai cháu ạ. Ơ thế sorry. Thế chú phải xin lỗi cháu đi. Ơ thế sorry, sorry cháu nhá. Chú mệt mỏi lắm rồi đây. Chú còn biết tiếng Anh cơ đó. Ôi tiếng Anh à? Tiếng Anh thì chú chả biết có cái câu gì đó. Ờ, hello. Đó, chú là người ngoài. Ôi. Ô, cái thằng này nó nghe chú cháu mình nói chuyện mà nó muốn tự sát luôn cháu ơi. Ôi. Ô, số 3 ơi. Số 3 mic hư à? Số 3 đập luôn điện thoại đi. Chứ nói chuyện với số 3 mà nó không thèm nói lại cháu à? Số 3 ơi, cháu đập luôn điện thoại đi cháu ơi. Chú ơi. Chú đây cháu ơi. Hình như số 3 không nghe gì đâu. Chú cũng chả biết nữa. Cái kiểu này chắc là cái kiểu tối rồi. Tắt hết loa, tắt hết mic đi, đeo tai nghe để mà chơi game đấy mà cháu ơi. Ủa sao vừa lấy chú có nhân vật xịn thế mà không bắn được nó hả chú? Ô, chú có biết gì đâu. Cái này là chú mượn nick của thằng cháu chứ chơi game thôi à. Nhân vật xịn nó là cái nhân vật nào hả cháu ơi? Ủa, chú chắc là huyền thoại hay là cao thủ? Không, chú chẳng biết gì cả. Chú là chú đồng đoàn cháu game. Ơi. Chú còn chơi game gì khác không kiểu vậy chú? Có. Chú có chơi Liên Quân nữa cháu à? À thì cháu cũng chơi nè. Ôi thế tí kết bạn có gì chú cháu mình giao lưu nhỉ? Vâng ạ. Chú... Ô, cái thằng cháu này nó lễ phép ghê ta. Chú thử làm kèo solo không chú? Ô solo á? Solo làm sao nhỉ cháu nhỉ? À, tức là hai thằng solo với nhau đấy à? Vâng ạ. Ô solo thì solo, chú mày 60 mùa bánh chưng rồi, chú thật sợ. Làm sao mà chú lại phải sợ cái thằng trẻ danh như mày? Vâng, thì cháu sẽ đi đề phòng cho chú nghe. Ok luôn cháu ơi. Ô sao cái thằng số 3 này nó làm cái gì vậy? Nó giống như kiểu là cắn trộm xong là bị cho chúng nó bắn cho sấp mặt lờ ra. Khổ thân thật. No. Nó đấy, nó dây vào cái động yêu quái rồi đấy cháu ơi. Thôi, có gì cũng muộn muộn rồi cháu ạ. À. Bây giờ chắc là chú out game luôn thôi à. Thế nên là... Sao cháu ơi? Bây giờ ra kết bạn à? Thế kết bạn nó vào cái mục nào cơ cháu nhỉ? Từ từ để chú coi nào. Bây giờ ra ngoài xong nhấn vào chỗ nào hả cháu ơi? Nó có một cái nút kết bạn đấy à? Thế bây giờ để chú ra ngoài nhá, xong chú nhấn thử vào kết bạn coi nhá, xong cháu chấp nhận chú cháu mình chơi nhá. Vâng. Cháu nick cháu là Nguyễn Xu nhá, ở Liên Quân ấy. Mẹ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.